Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng tác quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy sắc giới, cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn thức giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn xúc, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng tư duy các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, bạch thế tôn vì nhân duyên gì. Mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy địa giới, cũng chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, bạch thế tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy vô minh, cũng chẳng tư duy hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy bố thí ba la mật đa, cũng chẳng tư duy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy pháp không nội, cũng chẳng tư duy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột